Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, thay mặt những người làm truyền hình Tuyên Quang, chúng tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, các chị. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin là các phóng sự phản ánh về hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm, trải qua 12 kỳ đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, đoàn kết, kiên cường, nỗ lực, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đại hội diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 1.000 đại biểu đại diện cho phụ nữ cả nước cùng những hoạt động quan trọng, ý nghĩa. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 7 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy đã gặp mặt chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và chúc mừng Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Tham dự đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước. Tham dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, đoàn đại biểu Tuyên Quang gồm 11 đại biểu đại diện cho trên 140.000 hội viên trong toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã chúc mừng chị em phụ nữ toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có chất lượng vào các chương trình, nội dung của đại hội. Tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Tuyên Quang, người phụ nữ Tuyên Quang năng động, sáng tạo, mang trí tuệ, nguyện vọng của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đến với đại hội. Đồng thời, tiếp thu các chương trình nghị quyết của đại hội để tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa công tác hội và phong trào phụ nữ. Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tham dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc đã đến dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hướng về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, trong đó hưởng ứng tuần lễ áo dài thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Năm nay là năm thứ 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tuần lễ áo dài. Việc làm này góp phần tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ trong giữ gìn, phát huy di sản văn hóa. Qua đó nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiếp tục khẳng định chủ quyền và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động tới cán bộ hội viên và nhân dân trong tỉnh chương trình nhắn tin đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Đây là hoạt động thường niên được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh duy trì hàng năm nhằm ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế. Với tinh thần một tin nhắn trao đi, một nụ cười nhận lại, các hội viên phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương theo cú pháp BC gửi 1406. Thời gian mở cổng bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2022 đến 24 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Mỗi tin nhắn, tấm lòng hảo tâm là ủng hộ 20.000 đồng
hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát khỏi đói nghèo. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay hỗ trợ, phục vụ hậu cần, góp phần ổn định an sinh cho người dân đang cách ly, điều trị bệnh. Bằng các hoạt động thiết thực, các cán bộ hội viên phụ nữ đã quyên góp ủng hộ những nhu yếu phẩm thiết yếu để ủng hộ các gia đình đang cách ly, điều trị bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các chị em tham gia phục vụ nấu ăn cho bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến trong tỉnh. Những việc làm phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là sự động viên tinh thần đối với hội viên phụ nữ và nhân dân vượt qua khó khăn trong đại dịch, yên tâm cách ly, điều trị bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường, tích cực tham gia các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Để giúp các chị em hội viên phụ nữ nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình và có cuộc sống ổn định, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều biện pháp giúp hội viên giảm nghèo và xóa nghèo bền vững. Thông qua phong trào hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương, phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng đã giúp nhiều chị em ổn định chỗ ở, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Gia đình chị Huệ, thôn Trung Thành, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn là hộ nghèo kinh tế rất khó khăn. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, hội phụ nữ huyện và xã đã hỗ trợ chị từ nguồn quỹ mái ấm tình thương để chị sửa chữa nhà, ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Ngôi nhà hoàn thành trong niềm vui, phấn khởi của gia đình chị Huệ. Gia đình tôi được hội phụ nữ hỗ trợ một số tiền để chỉnh sửa nhà. Đến nay gia đình tôi có cái ngôi nhà che mưa che nắng. Tôi sẽ cố gắng phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững. Để giúp chị em giảm nghèo bền vững, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi, giúp các hộ nghèo ngày công lao động, vật liệu xây dựng để các hộ hoàn thành nhà mới. Từ năm 2016 đến nay, các cơ hội phụ nữ trong tỉnh đã xây mới và sửa chữa 84 mái ấm tình thương trị giá trên 2,6 tỷ đồng. Trên 1.700 nhóm phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế, có trên 25.400 thành viên tham gia, đóng góp được trên 719.000 viên gạch và trên 2,4 tỷ đồng, giúp cho gần 2.300 hội viên phụ nữ xây dựng các công trình phần việc thiết thực. Đối với lại cái nguồn mái ấm tình thương thì đã giúp cho hội viên có một cái ngôi nhà khang trang, đồng thời là cũng làm cái động lực để cho hội viên là có cái tinh thần phấn đấu để vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ giúp cho nhiều chị em hội viên nghèo có nhà mái ấm tình thương, giúp các chị yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thời gian qua, từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Tuyên Quang, các cấp hội phụ nữ đã tích cực tuyên truyền để hội viên tiếp cận được vốn vay, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Sau khi được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh 20 triệu đồng, bà Trương Thị Dung ở thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đã đầu tư chuồng trại, con giống để phát triển chăn nuôi và tăng thu nhập. Được hội phụ nữ tạo kiện cho vay vốn, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thì tôi có vay 20 triệu để đầu tư về nuôi lợn. Đến nay là đàn lợn cũng phát triển tốt. Còn với bà Phan Thị Hòa ở tổ 1, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, được vay 20 triệu từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã giúp bà có vốn để đầu tư mua cây giống, phân bón để trồng các loại rau. Mức vay tuy không lớn nhưng phù hợp với mô hình kinh tế của gia đình. Thanh toán vốn vay theo hình thức trả góp và gửi tiền tiết kiệm. Được vay cái quỹ hỗ trợ phát triển này cho chị em phụ nữ thì hỗ trợ tạo điều kiện cho bản thân tôi phát triển, trồng rau, tăng năng suất. Sau hơn 4 năm thực hiện quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển trên địa bàn tỉnh, đã giúp nhiều hội viên tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Qua kiểm tra giám sát, chị em đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, ngày càng có nhiều hội viên chủ động tiếp cận nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Đến nay, quỹ đã thực hiện thẩm định giải ngân cho gần 800 lượt thành viên vay vốn với gần 15 tỷ đồng. Qua cái thực hiện cái quỹ phát triển của tỉnh được trên 4 năm, hiệu quả của nguồn vốn thì là chị em là thực hiện tốt, sử dụng đúng mục đích. Mong muốn là như hội phụ nữ thành phố cũng như là quỹ của tỉnh là cũng tiếp tục tạo điều kiện là cho chị em được vay cái nguồn vốn này để tăng thêm thu nhập, ổn định trong cuộc sống. Những món vay nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, qua đó đã giúp cho nhiều hộ biết cách tính toán khoa học, lập kế hoạch phát triển kinh tế gia đình thông qua trồng trọt, chăn nuôi, làm kinh doanh dịch vụ. Để phát huy hơn nữa hiệu quả cũng như việc triển khai sâu rộng nguồn quỹ tới nhiều hội viên, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay một cách hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn.
Những năm qua, tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, chăm lo tới đời sống của cán bộ công nhân viên chức lao động, đặc biệt là các lao động nữ, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm làm việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chị Thạch Thị Kim Nhẫn là một trong những công nhân gắn bó lâu năm với công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. Làm việc tại công ty, chị Nhẫn cũng như nhiều cán bộ công nhân đã được quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm việc. Chính vì vậy, chị luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng ca, tăng giờ làm, hoàn thành các kế hoạch được giao. Từ bao năm nay rồi, ngành mía đường năm nay thực sự là nó cũng là một năm khó khăn. Nhưng mà cũng vào năm nay là nó khó khăn chung từ dịch bệnh Covid. Bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho công ty, để nó đi vào cái vụ sản xuất nó tốt hơn. Hiện nay toàn tỉnh có trên 44.000 công nhân viên chức lao động đang sinh hoạt ở gần 1.000 tổ chức công đoàn cơ sở, trong đó có gần 22.000 công nhân viên chức lao động nữ. Trong những năm qua, các cán bộ lao động nữ trong các công ty doanh nghiệp vẫn thường xuyên đảm bảo giờ làm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phù hợp với điều kiện sản xuất ở từng phân xưởng. Hàng năm, các cấp công đoàn thường xuyên phát động các phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các phong trào này đã phát huy được khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo chị em tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Các công ty cũng luôn quan tâm tới đời sống lao động nữ để chị em cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và tìm hướng đi phù hợp nhằm đảm bảo việc làm ổn định lâu dài cho người lao động. Chúng tôi rất là cảm ơn bên công ty Sao Việt đã tạo công ăn việc làm cho chúng tôi suốt trong năm vừa qua. Chúng tôi rất là phấn khởi, rất là vui mừng vì có một công việc ổn định trong suốt thời gian dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã có định hướng đề ra, thứ nhất là nghiên cứu thị trường để duy trì phát triển sản xuất, định vị lại cái thị trường một cách nghiêm túc nhất. Nếu như tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến thì không ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người lao động. Không chỉ giỏi việc nước, cán bộ nữ công nhân viên chức lao động ở các công ty doanh nghiệp còn là những người giỏi việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng cùng tiến bộ. Hàng năm trên 80% chị em phụ nữ các công ty doanh nghiệp đạt danh hiệu hai giỏi, góp phần nâng cao chất lượng các tổ chức công đoàn. Thực hiện phong trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng kiến cách làm hiệu quả, góp phần hạn chế sử dụng đồ nhựa trong sinh hoạt và giảm rác thải nhựa ra môi trường, ghi nhận tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Những công trình vườn hoa, ghế ngồi, trang trí khuôn viên nhà văn hóa bằng gạch sinh thái được chị em phụ nữ phường An Tường tích cực triển khai. Đây là cách làm sáng tạo thu hút được chị em tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Từ khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Tường phát động phong trào thu gom phế thải nhựa và cái phong trào mà xây dựng cái mô hình từ cái viên gạch, từ cái vật liệu phế phẩm như thế này để làm cái khuôn viên nhà văn hóa, thì tôi thấy là chị em phụ nữ là hưởng ứng rất là nhiệt tình. Cụ thể là ở chi hội chúng tôi là hàng tháng, cứ mỗi một vào ngày cuối tháng là chị em là nhiệt tình mang thu gom phế thải nhựa đến để nộp về đây, vừa là gây quỹ, vừa là giữ vệ sinh môi trường để chống rác thải ra môi trường. Trong thời gian qua, phụ nữ phường An Tường đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thu gom phân loại phế phẩm đã qua sử dụng ngay tại gia đình, sử dụng túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp để tái chế thành những viên gạch sinh thái, xây dựng các công trình bồn hoa, tường rào ở các công trình công cộng và trồng rau tại các gia đình. Vận động các cơ sở hội trồng tuyến đường hoa, cây xanh tại các tuyến đường trung tâm, vệ sinh đường làng ngõ xóm nhằm xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Nhà tôi thì tận dụng những cái can nhựa này trồng rau sạch cho gia đình, thì cũng là nhân rộng những cái mô hình ra cho nhiều chị em ở trong tổ, là người ta cũng làm như thế, chống được những cái chất thải nhựa mà thải ra môi trường. Cấp hội phụ nữ từ phường tới các chi hội đã tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa bằng những cái việc làm và hoạt động cụ thể thiết thực, đã thu hút được rất nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tham gia thực hiện. Đặc biệt là phong trào thu gom phân loại phế liệu bán gây quỹ tại chi hội. Đến nay thì hội phụ nữ phường đã triển khai từ năm 2019 và đến nay thì tổng số tiền thu được là trên 60 triệu đồng.
và các chi hội cũng đã trích từ cái nguồn kinh phí này để thăm hỏi, tặng quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn là trên 10 triệu đồng. Bằng những việc làm sáng tạo hiệu quả, Hội Phụ Nữ Phường An Tường đã tạo sức lan tỏa trong phong trào chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tới, Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về chống rác thải nhựa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Phụ Nữ và Cuộc Sống. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.